Sáng ngày 12 tháng 9, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hoài, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận Gò Vấp, dẫn đầu đoàn công tác tới thăm hỏi, động viên gia đình và người thân của hai cháu bé tử vong trong vụ cháy ở căn nhà phường 10. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hoài yêu cầu chính quyền, các ban ngành đoàn thể của quận tiếp tục hỗ trợ gia đình hai cháu bé để khắc phục hậu quả sau vụ cháy. Dịp này, quận Gò Vấp cũng trao hỗ trợ số tiền hơn 33 triệu đồng cho người thân gia đình hai cháu bé. Trước đó, rạng sáng ngày 11 tháng 9, một vụ cháy xảy ra tại căn nhà trên đường Thống Nhất, phường 10, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, làm hai cháu bé 6 tuổi và 10 tuổi tử vong. Bước đầu, công an xác định cha mẹ hai bé đi chợ đầu mối Bình Điền mua hải sản về bán nên đã khóa cửa bên ngoài khi hai con đang ngủ. Lúc xảy ra cháy, cửa bị khóa, hai bé không thoát ra được. Khi lực lượng phòng cháy chữa cháy đến hiện trường, lửa đã bao trùm toàn bộ căn nhà. Dù lực lượng chức năng phá cửa dập tắt đám cháy, nhưng hai bé đã tử vong.